Cậu chó Tác giả Trần Đức Lai Chương 10 Lụ ngồi dưới nhà ngang đang nói chuyện với mấy người làm trong dinh cụ lớn thì thím tám canh đã chỉ ra ngoài nói. Kỳ mợ bảy nhìn coi. Mợ bảy hai đó. Trong mợ bảy hai xinh lắm mà, tha hồ cậu bảy sung sướng mê tơi ra nghe. Lão bắt hành người lính già hầu trong dinh cụ lớn từ lâu cười cười. Mụ ni thật hay chuyện trong nhà cậu ấm con can thì biết bao vợ cho xuể mà chẳng ai cả chính mụ vừa đưa mợ hai xuống cho cậu bảy chứ còn ai nữa việc chi mụ còn phải mết với mợ lớn làm chi sớm muộn chi rồi chị em trong nhà hai mợ cũng phải gặp nhau chớ lụa thấy nghẹn ngào tưng tức tuy không yêu cậu chó nhưng lụa cũng thấy ghen tức lụa nhìn theo tay chỉ của mụ tám canh lụa thấy một cô gái thật xinh đẹp nước da trắng như trứng gà bóc đôi mắt nhung tuyệt đẹp miệng đỏ chói thật là duyên dáng. Lụa cũng phải khen. Trông xinh quá hỉ. Người đẹp như thế kia mà đưa cho cậu bảy thì cũng phí đi. Sao không lấy chồng khác lại vô đây làm chi? Lụa nói thế mà nàng không nghĩ đến thân nàng. Do đó khi nghe nàng nói mọi người đều nhìn nàng mỉm cười. Duyên đi nhanh xuống nhà dưới. Mụ tám canh liền gọi nàng Duyên lại để giới thiệu với lụa. Mợ bảy hai ơi, đây là mợ bảy lớn đó mợ bảy lớn có mang gần ngày sanh rồi nên cụ lớn mới đón mợ về hầu hạ cậu bảy chị em trong nhà với nhau mợ hai chào mợ lớn đi duyên ngạc nhiên nhìn lụa khẽ nhíp miệng để chào lụa cũng ra điệu kẻ cả chỉ gật đầu cũng không trả lời chi hết mụ tám tranh một mụ già có tánh hay xỉn để cho lụa và duyên gây nhau mụ biết dù cậu chó chỉ là một gã đàn ông mang lốt người nhưng giống loài quyển cũng biết yêu đương cũng thích thú chuyện gối chăn lại được tiếng là cậu ấm con trai của quan thượng thơ nhất phẩm triều đình nên làm gì mà đàn bà, người lấy cậu chó làm chồng lại không ghen. ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng, nhất là khi nghĩ đến cậu bảy hùng hục làm chuyện chiều vợ cậu có sức lực và cậu lại khác người ở chỗ không biết lùi bước trước bất cứ lúc nào mà lộ hay duyên đến với cậu. Giữa lúc tình hình đang có phần gây go thì tiếng cậu chó tru làm nàng duyên giật mình. Nàng chưa hề được nghe tiếng cậu chó tru như thế bao giờ. Nàng mới về đây được hơn một ngày. Nàng đã bị cậu bẫy nhận làm vợ, đã làm cho nàng so sánh giữa hai anh quan huyện và cậu chó. Nghe tiếng cậu chó tru, mấy cả gia nhân và lụa nhìn nhau để coi ai là người phải xuống cậu chó. Tiếng cậu chó lại tru lên nữa. Lần này cậu chó tru rú lên nghe thật khủng khiếp. Duyên ngạc nhiên nghe tiếng chó tru như là tiếng chó điên mà nàng vẫn thường được nghe mỗi khi có tin đã có chó dại chạy trong ngoài đường. Do đó khi nghe lần đầu tiếng cậu chó tru, Duyên còn lắng nghe lần thứ hai. Duyên càng ngạc nhiên vì tiếng chó tru gần hơn. Nàng lo ngại liền lên tiếng hỏi. Tiếng chó tru ở đâu gần đâu đây đó hỉ? Tiếng chó ni là tiếng chó dại rồi. Trời mùa nắng ni hay có chó dại lắm đó nghe duyên nói tiếng cậu bảy vừa tru là tiếng chó dại, đám gia nhân cười ầm lên làm chính lụa cũng phải buồn cười nhưng nàng nói mất ngay cô không biết tiếng chó tru đó là ở đâu à duyên lắc đầu đáp không ngay khi ấy tiếng cậu chó lại tru lên thật lớn làm mụ tám canh lo ngại bảo lụa mở lớn xuống coi cậu gọi chi cà đừng để cụ lớn nghe được tiếng tru của cậu bảy la rầy chết bây giờ lụa lắc đầu đáp tôi đang nghĩ xuống làm sao được biểu cô hai đây xuống duyên ngơ ngẩn không hiểu là chuyện chi thì mụ tám canh đã nói mở xuống qua dưới nhà coi cậu bảy gọi chi mờ hai xuống ngay đừng để cụ bà nghe được thì phiền lắm đó duyên đành phải đi xuống chỗ cậu chó nằm cậu chó tỉnh dậy cậu lại thấy nhớ duyên người con gái đã hầu hạ cậu trưa nay. Cậu tru lên để gọi duyên xuống. Cậu chó nằm trên giường cậu lăn bên nọ đạp bên kia. Trong gian nhà lờ mờ tối, cậu chó nằm chờ đợi. Duyên lật đật đi xuống thì mụ tám canh cũng phải xuống theo vì mụ biết dù sao Duyên cũng là người mới, còn nhiều cảnh phải thất kinh vì cử chỉ, vì dáng điệu của cậu chó, mụ phải đi theo xuống để có điều chi thì an ủi kịp thời nàng Duyên. Mụ tám canh biết cụ bà đang có vẻ quý mến người con dâu mới này. Duyên ngần ngại đứng bên ngoài, nàng suy nghĩ về tiếng tru liên tiếp của con chó dạy nào đó mà nàng nghi ngờ là của cậu chó, người chồng kỳ lạ của nàng. Duyên buồn tuổi. Nàng không ngờ, đời nàng qua tay quan huyện anh ruột của cậu bảy trong mấy đêm liền nay lại là vợ của cậu bảy em ruột quan huyện. Là cô gái quê trước thời phong kiến nghiêm nghị, Duyên chỉ biết tuổi thân mà không dám hé răng phàn nàng sau đau thương tràn ngập trong lòng nàng, Duyên còn đứng bên ngoài thì mụ canh đã bảo với Duyên. Mở đứng đây để tôi vô, coi cậu bảy đã thức chưa? Mụ rón rén đi vào. Mụ đẩy cửa thì cậu bảy ngẩng đầu dậy. Mụ biết tánh cậu chó rồi nên mụ lên tiếng ngay. Tôi đó ngang cậu bảy. Tôi đến coi cậu đã dậy chưa để tôi biểu mợ hai vô hầu cậu đó. Trời ai lại tung hết cả mình ra thế ni, Nhỡ mợ hai vô trong thấy tay chân người ngợm của cậu như thế này mợ ấy sợ không ở nữa thì mất vợ nghe không? Cậu bảy nằm im, mụ tám đập vào vai cậu bảy một cái rồi nói với giọng chua cay. Đồ quỷ đắp chăn lại mà nằm rồi mợ hai vô đó. Mầm im đó ngang cựa quậy là mất vợ nghe chưa? Cậu bảy cũng có phần khá ngoan, cậu cũng biết giá trị của cậu chỉ là con quan lớn nhất phẩm triều đình nên mới có vợ hầu hạ như thế ni chớ những như con người đầy lông lá có tiếng chu như chó chu thì có bà kỹ nó chịu hầu cậu. Cậu chó nằm im nhưng người cậu ngứa ngáy khó chịu. Sau những cơn truy hoang, nằm mệt một lát trở, cậu chó lại đòi hỏi mạnh hơn nữa. Bên ngoài mụ tám canh nhét mắt nhìn qua khe cửa thấy Duyên đã ngồi bên cậu chó rồi, mụ miễn cười lệ làng quay về phía nhà ngang thì gặp lộ cái bụng chữa lật đật đi về phía phòng của cậu chó mụ tám canh nhanh ý biết mợ cả xuống làm gì rồi mợ cả trong lúc bụng mang dạ chữa mợ cũng có ý ghen cái lối ghen tức của người đàn bà dù rằng không yêu người chồng nhưng khi thấy kẻ khác ghé vào họ cũng thấy náo nức tưng tức tâm trạng đó là của lộ mà mụ tám canh với kinh nghiệm của người đàn bà đã già lụng rồi đã thừa biết mụ tám canh bèn hỏi mợ cả đi đâu đó mợ cả lụa cười đáp đi coi thiên hạ làm gì nào mụ tám canh ranh mảnh đáp thì cũng thế cả nay mợ bụng mang dạ chữa thì mợ hai gánh vác hộ mợ chứ còn gì nữa lụa tức tối Gánh vác cái chi? Mụ ni thúi lắm. Mụ biết chi mà mụ biểu người ta gánh vác cho tôi. Tôi làm sao mà cần người ta phải gánh vác? Thôi mụ cầm cái mồm thúi của mụ đi. Mụ tám canh biết lộ đang ghen. Mụ cười một cách khinh bỉ. Mụ biết khi trước mà nói đến cậu chó thôi thì tha hồ thiên hạ dèm biểu xỉn. Thế mà nay lại ghen với cậu chó nữa cà bụng dạ con người nhất là người đàn bà làm sao mà biết cho được lụa xăm xăm đi lên phòng của cậu bảy lụa dừng lại bên ngoài cúi xuống nhìn qua kẻ hở của bức bách trong nhà ánh sáng lờ mờ nhờ duyên bận áo trắng nên lụa nhận ra duyên dễ dàng duyên ngồi trên giường của cậu chó còn cậu chó nằm đắp chiếc chăn chiên ngang bụng bàn chân của cậu chó đen thủi mốc meo thò ra ngoài cậu chó nằm nghiêng tay cậu vòng ra ôm lấy ngang lưng Duyên. Duyên cố nghiêng người cho cậu chó khỏi ôm được nàng trong tầm tay của cậu. Cậu chó thấy người vợ xinh đẹp của cậu cố vụt ra khỏi tầm tay của cậu, cậu bèn nghiêng người sang một bên, đưa tay ôm ngang hông Duyên, bàn tay đen nháy đầy lông của cậu chó đặt ngang trong lòng Duyên. Duyên ngượng nghịu nhưng rồi nàng cũng ngồi im cho cậu chó muốn làm gì thì làm. Vì Duy ngồi nghiêng mặt nhìn nghiêng ra ngoài làm lộ trông rõ ràng bộ mặt trái xoan nước da trắng bóc đôi mắt bồ câu đen nháy miệng cười duyên dáng với đôi môi tươi làm chính lộ cũng phải khen Duyên là đẹp. Nhưng tiếc cho cuộc đời của Duyên. Một nàng thôn nữ xinh đẹp như thế không hiểu vì sao lại vào đây lấy làm lẽ một gã đàn ông tàn tật, người chẳng ra người, chó chẳng ra chó. Lộ vì sự nghiệp của cha nàng, đã trót hiến thân cho mấy người tình của lộ, mấy chàng học sinh nên nàng đành dân hiến cho cậu chó. Chịu đựng sự yêu thương vô vập của cậu ấm, con trai út của quan thượng thơ đầu triều nhà Nguyễn. Lụa cố nhìn qua khe cửa để coi cậu chó hành động ra sao. Là người đã đi trước lộ biết rõ con người của cậu chó lắm. Cậu chó không nói được không có xương sống nhưng cậu rất tinh khôn, cậu biết thiên hạ có vẻ sợ cậu vì cậu có nhiều điểm khác thường đối với những con người bình thường. Cậu chó nằm nghiêng mình ôm lấy Duyên. Duyên cúi gầm mặt xuống im lặng cậu chó kéo Duyên nằm xuống bên cậu. Duyên cố gượng để chống lại thì cậu chó đã nhanh nhẹn đưa chân ra ngán người Duyên trận Duyên nằm xuống bên cậu. Duyên phải đành chiều theo cậu chó người chồng của Duyên. Duyên vội vàng nhấc đầu lên đưa tay hất mái tóc của nàng ra đằng sau lưng cho nàng khỏi nằm trận lên. Cậu chó cúng cùng ôm ghi lấy Duyên. lụa đứng lên ngoài nhìn qua khe cửa đã trông thấy tất cả nàng khẽ thở dài lụa không thấy giận hay ghen với duyên nữa bỗng nhiên nàng thấy thương tiếc con người xinh đẹp nước da trắng bóc đó thân thể duyên lập lờ trong ánh sáng lờ mờ của gian phòng cậu chó đã làm cho duyên không còn tự chủ được nữa hai ngày hôm nay duyên đã chịu đựng tất cả những gì mà cậu chó đòi hỏi ở nàng Lụa nắm chặt lấy chiếc cột bên nàng còng lưng nhìn qua khe cửa để quan sát cho tỉ mỉ. Cậu chó đã làm cho duyên quằn quại trong lòng tay của cậu chó. Lụa đứng hàng giờ như thế cho đến khi mụ tám canh vỗ vào mông nàng khẽ nói. Mợ đang có mang đứng lâu như thế đó không nên. Sao sanh khó lắm mà mợ bẫy. Lụa quay lại nhìn mụ tám canh cười, khẽ thở dài. Chà mụ nói tôi mới thấy mệt đó. Mụ tám canh thấy lụa lùi ra bèn ghé mắt nhìn vào lỗ thủng khe cửa, mụ hạt miệng. Chà đồ quỷ. Lụa cười nói. Mụ thấy người ta sung sớm không? Thằng quỷ sống đó mà. Mở ghen rồi phải không? Tuy trong lòng ức mà lụa vẫn làm ra bộ thản nhiên. Ghen chi mụ tám. Đời mình kể như bỏ rồi. Vô đây làm dâu cho người ta nhưng chỉ là thỏa mãn cho thằng quỷ sống ấy, người chẳng ra người. Nói đến đây lụa sợ đến tai cụ bà thì chết. Với cậu Bảy tuy là một thứ sinh vật người không ra người mà chó không ra chó nhưng là con trai út của cụ lớn thượng thơ đầu triều. Mụ tám đã ngoài 40 tuổi nhưng trong mụ vẫn còn xuân sắc lắm. Mụ đã ba đời chồng nhưng nay mụ lại độc thân. Mụ hầu trong dinh cụ thượng đã lâu mụ nấu bếp rất sành nên trong dinh người nào cũng quý mụ mụ là một thứ quản gia trông coi trong gia đình dàn xếp những chuyện nhỏ nhen và cãi vã giữa đám đầy tớ và nhất là để dụ dỗ những cô gái vào làm vợ cậu chó chịu nhập phòng với cậu chó khi ban đầu mụ tám canh biết rằng hễ cô nào chịu chấp nhận chiều đãi cậu chó thì rồi sau này mụ khỏi phải dỗ dành nữa cô ta cũng phải xoắn lấy cậu chó mụ tám canh có nhiều kinh nghiệm về tình ái nên mụ cho rằng đã ăn ở với cậu chó rồi thì khó mà xa cậu chó được cậu chó làm thỏa mãn cho những người đàn bà lụa thấy mụ tám chen vào lỗ hổng còng lưng nhìn vào lụa đét ngay vào mông của mụ tám nè lui ra làm chi mà trông dữ quá mụ tám mỉm miệng cười Bên trong Duyên nghe có tiếng bàn tay lụa đét vào mông đít của mụ tám và tiếng lụa nói. Nàng giật mình ngoảnh mặt ra nhìn. Duyên biết lụa đang đứng ngoài nhìn. Nàng hổ thẹn vội hất cậu chó xuống nhưng cậu chó như một con thú lồng lộn ôm ghi lấy Duyên. Duyên cao nhặt chỉ ra ngoài ra hiệu cho cậu chó biết là có người đứng ngoài nhìn. Lụa thấy Duyên biết mình đứng ngoài nhìn vô, nàng liền kéo mụ tám lui ra ngoài. Con điếm chó biết mình đứng ngoài đó, Đi về không thằng quỷ sống lại sắp tru lên rồi. Lụa kéo mụ tám canh quay đi. Mụ tám như còn tiếc rẻ. Mụ đỏ ửng mặt nhìn lụa nói. Thằng chả quỷ thật. Lụa cười không đáp. Mụ tám lại kêu chuyện. Rau nào sâu ấy cụ lớn hồi thiếu thời cũng đã ăn chơi lắm mà. Mụ biết chuyện cụ lớn ăn chơi. Chà cụ bà ghen lắm im sao cụ lớn chơi bời cho được. Mụ Tám cười. Đàn bà càng ghen, đàn ông càng đi chơi dữ. Mụ đã có kinh nghiệm nhiều rồi phải không? Lão Quảng Canh ngày trước có đi chơi không? Chắc Mụ Tám ghen lắm phải không? Mụ Tám khẽ thở dài, Mụ nhớ lại ngày Mụ còn là vợ của Quảng Canh bây giờ là trưởng cơ vệ lãnh binh trong coi đám lính ngoài Thanh Hóa. Khi lấy Mụ Tám, lão lãnh binh canh mới chỉ là cai khố vàng, sau nhờ lấy được Mụ Tám cụ thượng thương cho đi làm đội lệ mụ tám theo chồng ra tận nghệ an mụ có với quảng canh hai đứa con mụ ghen lắm mụ tám kệ thế là nhờ mụ mà quảng canh đi được đội lệ nên mụ càng hành quảng canh hơn sau đó đội canh đổi ra làm đội lệ đông sơn thanh hóa một phủ giáp tỉnh lỵ mà dãy phố cô đầu quán giò cầu tranh là thuộc huyện đông sơn nên đội canh suốt ngày ở dưới sóng hú hí với cô đầu Mụ tám tưởng chồng đi Việt Quang nhưng về sau mụ mới biết chồng đi hát ả đào bao tiền bạc ăn hối lộ đều sắm cho cô vợ lẽ ả đào. Mụ ghen lồng lên vác dao đến tận nhà người vợ lẽ của đội canh để đánh ghen. Nhưng người vợ lẽ của đội canh cũng không phải thứ vừa. Cô ta đánh lại mụ tám và còn rêu rao. Mi có chồng không giữ thì mất chồng. Mi có giỏi thì trói gò thằng đội canh ở nhà, còn nó đến đây thì nó là chồng tao. Đứa ngô vô ghen tao đánh thấy mẹ mụ tám canh quốc hận đành về sĩ vả chồng, nhưng đội canh quá mê người vợ lẽ nên lúc đầu đội canh còn nể nang mụ tám. Về sau đội canh đâm liều vì đằng nào mụ tám cũng đã ghen rồi thì cho ghen luôn, đội canh về thẳng nhà người vợ lẽ ở mụ tám vào kiện nơi quan phủ. Quan phủ không biết xử ra sao vì quan phủ biết đội canh là đầy tớ của cụ thượng bộ lại dính vào phiền lắm, mất tri phủ dễ như bẩn. Mụ tám ghen mãi không được người mụ gầy đi vì ghen quốc. Lúc đó bác thì gã lính lệ làm trong phủ rất đẹp trai được hàm bác phẩm ra an ủi mụ. Mụ đâm mê bác thì mụ ăn ở với bác thì để mặc cho đội canh đi chơi đâu thì mụ cũng không cần giữ nữa. Lúc đầu đội canh biết nhưng cũng làm ngơ cho xong vì ông ăn chả, bà ăn nem. Người vợ cô đầu của đội canh biết chuyện mụ vợ cả nhân tình với bác thì bèn nghĩ kế độc chiếm đội canh người vợ cô đầu tỷ tê riết mốc đội canh nào danh tiếng bà đội mà làm như thế hàng phủ họ còn coi thầy đội ra chi nữa nếu không lấy thì cũng bắt quả tang rồi ly dị cho xong đi thầy đội canh nghĩ phải bèn bố trí bắt mụ tám canh và bác thì quả tang đang nằm trong nhà đội canh mi phụ bạc tao thì tao làm thế đó tao đố mi làm chi tao thì làm đi rồi mi thấy tao về huế rồi mi thấy Câu hăm dọa của mụ tám làm đội canh cũng đâm ớn vì đội canh đã biết mụ tám rất được cụ thượng bộ lại thương. Đội canh đành giảng hòa bằng cách buộc mụ tám và bác thì phải làm tờ nhận tội rồi buộc bác thì phải lấy mụ tám không được ghen tuôn chi với đội canh nữa. Mụ tám thì không chịu nhưng bác thì vang nài cho mụ chịu để khỏi bị đưa ra phủ. Mụ tám yêu bác thì nên bằng lòng làm giấy nhận tội thề là từ đấy bác thì là chồng mụ tám còn đội canh thì công khai đưa người vợ cô đầu về làm vợ chính thức ăn ở với bác thì được hai năm không có con, mụ tám lại bị bác thì dụ dỗ lấy hết tiền bạc rồi cho vợ cả đến đánh ghen xé tan nát mụ tám. Trong khi ấy đội canh được thăng chánh quản về tỉnh Thanh Hóa ở, mụ tám quốc hận đành ôm con về Huế trở lại làm gia nô cho cụ thượng. Đời chồng cuối cùng của mụ tám là bác thì nhưng đời mụ còn dài mới 41 tuổi mụ còn có thể lấy chồng được nữa. Mỗi lần được nhìn qua khe cửa thấy cảnh cậu chó và duyên hay lụa, mà lòng mụ lại thấy xốn xang nhớ thương chuyện cũ mụ quay lại đi sát bên lụa khoác lấy lưng của lụa vừa đi vừa nói thằng cha quỷ thật trời sinh hắn ra để như thế đó mợ có thấy không lụa ngượng nghịu khẽ gật đầu hưởng ứng lụa đang nghĩ về giá trị của mình trước sự xâm nhập của duyên so sánh với duyên lụa thấy nàng kém duyên thật nhiều thứ lụa thấy chỉ trong vài ngày sau khi duyên đến làm vợ của cậu chó nàng đã thu phục được sự tin yêu của cụ lớn nhất là cụ bà ảnh hưởng rất lớn đến cụ ông còn cậu chó người chồng tật nguyền đó chỉ biết nằm bò làm những chuyện trả thù đàn bà mà thôi lụa thấy cần phải đối phó cách nào mà giữ lấy quyền lợi của nàng nàng tin rằng đứa con trong bụng nàng đây không phải là con của cậu chó nhưng dù sao trên pháp lý trên sự công nhận của gia đình cụ thượng đó là con của cậu chó là dòng dõi của cụ thượng lộ vừa đi vừa nghĩ lòng chán chường. Mụ tám canh và lộ xuống nhà ngang nơi những gia nhân thường quay quần bên nhau nói chuyện phím. Lão bác tụ thấy mụ tám đi xuống bèn lên tiếng hỏi. Xong chưa mụ tám? Mụ tám biết lão bác tụ hỏi móc lò. Mụ cười hỏi lại. Xong cái chi, xong cái mụ nội ông ấy à? Bác tụ cười hỏi lại. Xong là chuyện cậu bảy đã xong chưa? mợ hai đã bằng lòng chưa? Nghe bác tụ hỏi ấm ớ lối trêu chọc sỏ xiên. Mụ tám lại chửi thề. Đến kết thằng cha mắt dịch mi, toàn hỏi chuyện móc lò, mi muốn hỏi thì đợi mợ hai xuống mà hỏi, chớ mụ nội mi thì làm sao biết được xong hay không xong? Lão bác tụ cười nham nhở bởi vì ở dưới ni nhìn lên thấy mụ tám công môn nhìn vô trong phòng cậu chó nên ai cũng cho rằng mụ làm quan thị nên tôi mới hỏi chuyện mợ hai với cậu bảy đã xong chưa? Xong hay không thì mụ biết chứ? Mụ tám canh vừa giận lại vừa buồn cười cái giọng nói móc lò của bác tụ. Mụ đưa tay véo vào đùi non của bác tụ và nghiến răng nói. Thằng già dạ mắt dịch mi ấm ớ lắm. Mi nói ai là quan thị, mi muốn coi thì lên mà coi cậu bảy đang làm chi còn chuyện mợ hai có bằng lòng hay không chuyện chi đến mi. Lão bác tụ là người vô hầu cụ thượng đã lâu, hắn đang hy vọng được cụ thượng cho đi đội lệ ở huyện nào đó. Bác tụ mới gần 40 tuổi còn kém mụ 8 canh 6 hay 7 tuổi chi đó. Bác tụ nói chuyện rất có duyên nên một canh cũng có cảm tình với bác tụ nhưng mụ không dám bờm sờm với bác tụ vì mụ lớn hơn bác tụ những 7 tuổi thì khó bờm sờm với. Bác tụ treo mụ 8 canh không được lại quay sang treo lụa. Mợ bảy nghĩ sao về chuyện mợ hai với cậu bảy? Trong mợ hai xinh quá hé. Lụ cười đáp. Có ai dám cãi rằng mợ hai của cậu bảy không xinh đâu? Bác tụ cười nói. Mợ bảy lại đổ ghè tương rồi đó. Của trời mà mợ ơi! Ai ngắn tay với không tới? Lụ cáo kỉnh đáp. chú này là chưa? Ai thèm ghen với cái ngữ đó? Bác tụ thấy lụa có vẻ cáo lại càng trêu già. Làm chi mà không ghen mợ ơi? Lúc nãy mợ và mụ tám vừa còng lưng nhìn vào chỗ cậu bảy hì hục thì làm gì mà mợ không phải nổi cơn ghen, còn mụ tám thì làm chi mà hỏng nổi máu hồng bào lên? Cậu bảy cũng là người chứ, Nhất là cái thứ người của cậu bảy nổi tiếng là quá cổ thì càng oai giỏng hơn thiên hạ rất nhiều, còn khối đứa mê cậu bảy. Lụa ngượng nghịu Mụ tám canh cũng phải nguyết dài bác tụ mà đi vào nhà trong. Giữa lúc đó Duyên lặng lẽ đi vào. Duyên có vẻ ngượng nghịu khi nghe được bác tụ nói về cậu chó. Duyên biết mọi người đang bàn tán về mình. Duyên đến hầu cậu bảy, làm vợ cậu bảy mới được hai ngày nay, duyên không ngờ người chồng của mình không nói được và cũng không ngồi được vì cậu bảy không có xương sống cậu bảy chỉ bò quanh nhà và khi cần thì cậu tru lên như chó dại tru duyên là cô gái quê tiết trinh được cha đưa lên huyện để quan huyện đưa nàng về y ư dinh cụ thượng hầu hạ cậu bảy tức cậu chó người con trai út của cụ thượng bị tật nguyền duyên đến huyện hương thủy để chờ quan huyện đưa nàng về huế thì trong hai đêm liền quan huyện đã cướp tiết trinh của nàng duyên tưởng rằng đời nàng được quan huyện yêu là hân hạnh lắm nàng bằng lòng dân hiến tiết trinh cho quan huyện nhưng rồi sau đó khi lên đến huế quan huyện còn tiết trẻ đưa nàng vào phòng ngủ để hưởng thêm một đêm nữa rồi sáng mai lại đưa nàng vào cho người em lật nguyền duyên không hiểu nàng sẽ phải làm gì nhưng đến nay thì nàng đã rõ nhiệm vụ và bổn phận của nàng rồi cụ thượng bà đã nhận nàng là con dâu nói nàng là vợ của cậu bảy tức là cậu con trai út của cụ thượng nằm trong căn nhà ngang đó duyên đã chịu làm vợ cậu bảy nàng đã có dịp so sánh giữa hai anh em duyên chưa biết lụa là vợ lớn của cậu bảy vì lụa có mang nên cụ bà muốn giữ gìn cái thai cháu của cụ được khỏe mạnh cụ bảo quan huyện chọn cho cụ một cô gái quê và thay lụa người vợ lớn của cậu bảy duyên xuống dưới nhà ngang thì mụ tám canh từ trong nhà đi ra mụ tám canh nhanh lẹ hỏi mợ hai có lẽ chưa gặp mợ cả đấy hỉ để tôi giới thiệu cho hai mợ gặp nhau chỗ chị em trong nhà chị ngã thì em nâng có vẻ thì đỡ nóng tay có em chị đỡ cả ngày lẫn đêm phải không mợ cả lụa ở trong nhà nghe mụ tám canh nói nàng xì một tiếng và nói cái mụ tám thật là lắm miệng cái chi mà chị với em thúi quá chịu không được con này chẳng có chị em với đứa ngô hết Mụ tám từ nhà ngoài đi vào nắm lấy tay lụa kéo ra nói. Ra đây mợ cả, tôi giới thiệu cho mợ biết mợ hai. Lụa định dằn tay mụ tám ra nhưng rồi lụa cũng theo mụ tám ra ngoài. Mụ tám chỉ duyên và giới thiệu. Hôm qua mợ đi vắng nên mợ chưa biết đây là mợ hai của cậu bảy mà cụ bà vừa cưới về cho cậu bảy khi thấy mợ đã có mang gần ngày sanh. Quan huyện Hương Trà đã đưa mợ hai về đó rồi mụ giới thiệu lụa với Duyên. Còn đây là mợ lụa, vợ cả của cậu Bảy. Mợ lụa đây có mang nên mợ vô thế mợ cả để hầu hạ cậu Bảy. Duyên ngượng nghịu khẽ thở dài. Nàng không ngờ bây giờ nàng lại làm lễ cậu ấm, Duyên khẽ gật đầu chào lụa. Thưa chị, Lộ hách dịch gật đầu rồi nói. Cậu Bảy khó lắm đã nhưng tôi thấy cô có thể chịu được cậu ấy là điều may lắm. Cụ bà lại rất thương cậu Bảy. Cô phải làm thế nào cho cậu Bảy không tru lên tha hồ được cụ bà thương yêu? Hãy cậu Bảy không bằng lòng cậu ấy tru lên thì tha hồ mà nghe cụ bà chửi. Duyên không hiểu câu, cậu Bảy tru duyên cho rằng cậu tru tức là cậu gắt cổng chớ nàng không ngờ chồng của nàng cậu bảy mỗi lần gắt hay đòi hỏi điều gì là cậu tru lên như chó tru cụ bà không muốn thiên hạ biết trong nhà cụ có một con chó người nên cụ rất ghét khi nghe tiếng cậu bảy tru như chó tru hãy nghe tiếng cậu bảy tru cụ bà chửi bù đầu người làm giữa lúc duyên đang ngồi nói chuyện với lụa thì có tin quan bác sĩ người con đầu lòng của cụ thượng và là anh cả của cậu bảy về sẽ xuống thăm bệnh cho cậu bảy